Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Trước khi chuyển sang phần thông tin xin khai thị, ngày hôm nay ban tổ chức chúng con nhận được hai tin vui vãng sinh. Chúng con xin chia vui cùng với toàn thể đại chúng. Con xin đọc tin vui vãng sinh thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, đủ duyên vào hồi 16 giờ 20 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022, đạo tràng A Di Đà thị xã Nghĩa Lộ cùng nhóm cộng tu Yên Bái hộ niệm cho hương linh ông Phan Ngọc Trung, pháp danh Tự Quảng Thành, hưởng thọ 93 tuổi. Trước đây hơn một năm, chúng con đã được gia đình nhờ ông ra hướng dẫn niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì ông vẫn còn rất khỏe mạnh và tỉnh táo. Đạo tràng khuyên ông tin tưởng vào pháp môn niệm Phật hộ niệm cầu vãng sanh. Ông vui mừng tin tưởng, ông không sợ bệnh, không sợ chết. Và ông bảo, hàng ngày tôi sám hối tội lỗi và niệm Phật chờ A-di-đà Phật. Lúc nào Ngài đón thì tôi đi theo Ngài lúc đó. Lâu lâu đạo tràng không ra sách tấn ông được thì ông lại bảo con cái gọi cho đạo tràng ra niệm Phật giúp bố. Gia đình con cái đều tuân theo 15 điều nội quy của pháp hộ niệm, yểm trợ cho ông niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vào hồi ngày 16 giờ ngày 20 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022, ông tỉnh táo ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu cùng nhóm đồng tu. Sau hơn 13 giờ hộ niệm, ông để lại toại tướng mềm đẹp, chân tay mềm mại, da trắng hơn lúc còn sống. Thật sự pháp hộ niệm bất khả tư nghị là đại cứu tinh cho hàng phàm phu tục tử chúng con. Đúng như lão cư sĩ Diệu Âm nói, ai chưa tin thì hãy tin đi, ai tin rồi thì tin cho vững, rồi kết nhóm chặt chẽ với nhau để giúp nhau lúc lâm chung thì ai ai cũng có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm và cảm ơn ban tổ chức đường Zoom. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn ạ.